21 tháng 9, Công an phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý một phụ nữ trên địa bàn về hành vi không tuân thủ đeo khẩu trang trong phòng chống dịch và cho rằng đeo khẩu trang là sẽ lây dịch nhiều hơn không đeo. Theo đó, vụ việc xảy ra tại tổ dân phố 1, phường Bắc Lý vào chiều ngày 19 tháng 9. Thời điểm trên, lực lượng công an phường Bắc Lý đang triển khai tuần tra thì phát hiện một người phụ nữ tên là T không đeo khẩu trang ra khỏi nhà. Khi được nhắc nhở, người phụ nữ này đã không những không khắc phục mà còn cự cãi, chống đối lực lượng chức năng và nói rằng không đeo khẩu trang sẽ dễ lây dịch hơn không đeo. Vụ việc hiện được cơ quan chức năng ghi hình lại và gây phẫn nộ trên mạng xã hội.